Vâng, xin chào toàn thể anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Linh Phạm Audio, kênh chính thức chuyên review hàng bãi tuyển chọn của bên em. Và như thường lệ, anh em nhớ cho em một like, một đăng ký để em up nhiều những cái video hay hơn và gửi đến cho anh em với những cập nhật hàng mới về tại shop em. Thì hôm nay xem tôi có lên cho anh em một model âm ly sân xui G6700. Thì đây là một model ở phân khúc tầm trung của sân xui dòng G. Thì anh em được biết thì đây là model cũng rất là hay về cả chất âm cũng như là cái thiết kế đẹp mắt của nó. Với những cái dòng khác thì cái thiết kế mặt nhôm phai của nó thì sẽ bao gồm giữa thường sẽ là nửa trắng và nửa đen. Thì anh em có thể nhìn thấy cái núm nút cũng như là toàn bộ gần như là mặt nhôm phai màu trắng hết. Nó rất là sang trọng và đẹp. Mang một cái thiết kế nó về dòng âm ly dòng G thì nó mang một thiết kế mới mẻ hơn so với những ví dụ như cái dòng cổ điển hơn, đó chính là những cái dòng 8080 này em đã review rất nhiều anh em rồi. Thì dòng này nó mang hơi hướng của sự hoài cổ đó, còn dòng G thì mang hơi hướng của sự hiện đại hơn đó. Và chất âm của âm ly dòng G cũng rất là hay, nó là một model riêng cùng hãng sân xui, như đây là cùng hãng sân xui em nhé, nhưng mà nó lại mang một cái âm sắc riêng. Và những cái dòng âm ly dòng G này nó rất là hay khi mà anh em có thể phối ghép, mà anh em thích cái sự mạnh bạo hơn mà phối ghép với những dòng âm ly dòng loa như là JBL, Bass 30, 40 đều rất là hay. Thì cái model sân xui G6700 này thì cũng được sản xuất vào những năm 7, 8, 80 đó. Thì đến thời điểm này thì cái tình trạng hàng gần như về thì khẳng định anh em một điều là con này là quá xuất sắc rồi. Cái hàng bên em là hàng tuyển chọn, em đẩy ngay từ cái phần nóc này, từ nóc trần âm ly nhá, rồi đến tất cả những cái phần mặt nhôm phay này còn rất là mới. Thật sự là về gần như là bên em chỉ có vệ sinh qua thôi là đã rất là đẹp rồi. Khẳng định với anh em một điều, với những cái hàng chất lượng như thế này thì cái mà không thể làm được đó chính là những cái vết xước, những cái cấn sâu vào trong mặt nhôm này thì là chịu, không bao giờ vệ sinh hay làm gì cả, vì đây là mặt nhôm phay zin. Còn đâu thì vệ sinh thì có thể vệ sinh được, vấn đề bề mặt nó bẩn này, nó bị bám bụi này đấy. Còn đâu thì anh em có thể nhìn thấy cái hàng khi mà vệ sinh xong nó bóng bẩy, nó đẹp đến như thế này thì nó mới là hàng xuất sắc. Quá keng luôn. G6700 cũng lâu rồi bên em cũng lại về được model này thì cũng giới thiệu sơ qua cho anh em biết về cái tính năng của con này. Thì đầu tiên nó chính là nút nguồn đó, on off power đây, thì nó sẽ đánh cho hai cầu loa A và B độc lập, và cũng như là anh em có thể kết hợp khi anh em bấm cùng lúc cả A cộng B vào đó. Phía bên này sẽ là đúng chỉnh tông này cũng như là chỉnh bát và tép. Anh em để ý cái nút tông rồi nhá. Nếu anh em để nút ra ngoài đây, nó hướng dẫn đây, nếu anh em để ra ngoài thì là đi phía thực, tức là về cái chế độ mặc định, không chỉnh được hai cái núm này nữa đó. Và này, khi anh em muốn chỉnh tông chất giọng, tức là chỉnh hai cái giải bát và tép này, thì anh em bấm vào đó thì anh em bắt đầu mới chỉnh được giải bát cũng như là giải tép chuyên sâu hơn đó. Bên cạnh sẽ là núm volume, phía bên này sẽ là chức năng low nớt cũng như là audio muting, ở giữa sẽ là ba lăng turning, phía bên này sẽ là hai cái chế độ stereo và mono này, FM muting này, như là anh em căn chỉnh các cái chế độ cổng chơi FM, AM, tabe và aux nó. Tabe thì kết hợp chung với aux anh em nhá, thì anh em sẽ chỉnh tabe phía trên này. Đó, anh em mà nếu mà cắm đường như em hiện tại đang cắm tabe 1 này, đấy, em bấm vào tabe 1, em cắm tabe 2, nó rất nhiều cổng chơi để anh em có thể kết nối nhiều thiết bị, nhiều nguồn nhạc đến với một chiếc âm ly dòng cổ. Đó. Còn đâu về tình trạng hàng thì anh em có thể nhìn thấy ngay rồi, núm nút này, mặt mũi này sáng choang luôn, phải nói là anh đánh giá được điểm 9 với chiếc âm ly sân xui G6700 này. Còn đâu về vỏ gỗ nhá, vỏ gỗ zin luôn anh em, đây anh em có thể nhìn biết là vỏ gỗ zin đó. Một cái dòng G này đều sử dụng cái cái vỏ mà cái thiết kế màu chủ đạo như thế này đấy, tất cả dòng G anh em nhé, kể cả là G9000 đều cái màu này, đến thậm chí G hết số em đã từng bán là G3000 nó cũng sử dụng cái vỏ kiểu như này
không có gì sang, một chất gỗ luôn đấy, rất là đẹp. Còn đâu máy móc ruột gan thì rất là đẹp, mà em sẽ gửi ảnh lên để anh em có thể nhìn thấy, đỡ mất công em tháo ra để anh em xem tất cả những cái linh kiện bên em bảo hành cho anh em hết. Máy hoạt động ổn định đấy, em sẽ test hát để anh em có thể nghe về chất âm của chiêm ly sơn xui G6700 này. Một hôm trên đường xa phố thì tôi gặp người yêu này, đôi mắt lưu tư thật buồn, nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết. Cùng đôi mắt này năm xưa là bao hồn tôi đèn nhìn coi thuốc bay, em dĩ vãng đôi mình được dệt thành bão hình từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần khóc ướt vai tôi trong những đêm giận. Cuộc đời chia hai lối, bóng mờ tôm có thịt hồng bao tin vui, tin em lấy chồng khi về bên ấy em có nhớ người xưa không? Người tình của tôi xa cách rồi bao ngày, tôi không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn. Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói sương, xin quên vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi quên chuyện tình xưa lỡ bao ngày, tôi không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn. Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói sương, xin quên vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi,
cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ lời. Được nghe và trải nghiệm về chất âm của âm ly Sansui G6700. Với âm ly này, anh em nào yêu thích hay lại trực tiếp qua số điện thoại của em đặt hàng là 0908 32577. Số em có địa chỉ tại 463 Nguyễn Huệ, thành phố Ninh Bình. Và xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Và xin chào, hẹn gặp lại với những video sắp tới.